Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Em ơi. Cái gì? Quả gì bình thường thôi, vẫn đang đỏ đấy thầy. 6 đều rồi. Vớ vẩn. Chim. Mình đang 2 pan đây đủ gì nữa. Cái trận đấy thì ông làm sai map, tự dưng bên mình lại chiếm hết xe giò. chiếm hết xe giò, thành ra là nó bị defeat. Vâng, bài 3 voi dành cho game thủ Chim Sẻ trong trận này. Bài 3 nổ sẻ đẹp nhá, mắc binh nha. Vâng, 6 đều. Vâng, con voi thứ 3 dành cho game thủ Chim Sẻ trong trận này. Và bầy đấu đã có được một bầy hươu đầu, quả phụ nữa thôi. Vâng, đây là màn hình máy Pamiran trong tay của Dan Tony. Vâng, bài đấu cũng hai voi. Cũng hai voi một hiệu đưa về này. Ra hải xồm nha. Chào Hoàng Quý Lâm nhá. Đánh cung A luôn, sẻ đệ ơi. Với hai pan này thì cần gì phải đánh cung A anh em. Cứ dò chọc công giáp, chọc cho nó phê. Đúng ạ, dò công giáp chọc cho tính tiếp. Quan trọng gì. Sau đấy mình chọc họ yếu rồi thì mình có thể là về nhà chuyển cung A cân bản đồ được. Lúc đấy đâu có vội đâu. Khoảng thời gian đầu tiên vẫn là khoảng thời gian mà mình phải tận dụng lợi thế ép đời. Vâng, 7-20 với 19 nông dân pan dành cho game thủ Chim Sẻ. Bên kia cho son phô á? Bên kia cho son phô hay cho son vác? Chân phù à? 19/20. Vâng, đưa con voi thứ tư về với nhà chính dành cho game thủ Chim Sẻ. Ok, cho son mác. À khuyên xin anh em cho son phù. Đưa con voi thứ tư về với nhà chính dành cho Chim Sẻ Nắng trong trận này, bài khỏe luôn. Ấy, phi luôn. Rồi. Vâng, BM và BL thiết kế một cách gấp rút vào bài đấu kích 9 dành cho game thủ Chim Sẻ trong trận này. Rồi. Bỏ hết hai cái e vào luôn. Còn đây là máy của Datoni. Ôi, con này làm gì? 500 gỗ này. BL, BM. Mười 25 mà. Được quá nhờ. Vâng, trở lại với máy của game thủ Chim Sẻ. Con ngựa giò được sinh ra và bắt đầu di chuyển ngay. Chúng ta cùng xem sẻ vâng chọc giò trận đấu này như thế nào. Vâng, hãy cùng chờ đợi. Nhất là nghệ thuật, là giai điệu được thưởng thức bằng khứu giác mà con người tạo ra. Một mùi hương quyến rũ không chỉ đơn thuần là hương thơm, mà nó còn là sợi dây liên kết giữa con người và những kỷ niệm, cảm xúc của họ. Mùi hương còn giúp ta đón nhận những thông điệp không phải lúc nào cũng được nói ra. Mùi hương quyến rũ là một điều tuyệt vời, nó khiến cho những khoảnh khắc chúng ta đang trải nghiệm trở nên thật đặc biệt và lưu lại trong ký ức của chúng ta mãi mãi. Lần đầu tiên công nghệ nước hòa thấp được một nước tiệm mang về sản xuất tại Việt Nam. Hãy cùng Amitit đưa nước hòa chuẩn phát của người Việt ngang tầm thế giới. Amitit, mùi hương khơi dậy niềm hạnh phúc của ký ức. Amitit, nước hòa chuẩn phát của người Việt. Ok, vậy chúng ta cùng quay trở lại với màn hình máy của game thủ Chim Sẻ thôi. Vâng, đây là Phonesian trong tay của A Huy. Vâng, một dân phải nằm xuống tới được A Huy. Con giò không đầy đủ công giáp. Ok,
Ui ơi, không kịp anh em ạ. Và nhưng mà vẫn chọc xuyên được con dân. Á, à, chọc xuyên được. Vâng, tham 23 trên 44. Cũng chưa ăn được nhiều dân của Huy sức lắm. Sau khi đó thì đây là máy của, vâng, máy của Dan. Cánh bên này tham line của Dan đang là 23 trên 28. 1L, 1A, 1P. Bổ thôi, bổ thôi, bổ thôi. Anh à, mất ngay con, vâng, mất ngay một con lạc đà nhưng không sao. Vãi, mất hai con lạc đà thì có sao nha các bác. Vâng, mất hai con lạc đà thì có sao. Bàn máy của Sẻ, tham lai 24. Vâng, sờ dường như phù của đội bạn nâng cấp công nghệ thì phải. Bắn tương đối, vâng, lâu chết. 1L, 1A. Đây có cái gì đấy. Vâng, vẫn căng nha. Thế trận vẫn đang là căng rồi chúng ta. Chưa quá thơm. Và cần phải bắn phù kia, phù kia, phù kia. Đen, 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 đen. Rồi, tên phù đen. Nhưng mà mình cũng mất đi một con cung rờ trong pha đấu vừa rồi. Vẫn đang là 1L, 1A tới từ game thủ chim sẻ. Và Huy Sứt cũng đang tương đối đông quân. Và một tên bị bắn hơi đau. Chắc chắn là họ vẫn còn phù ở phía đằng sau. Và bây giờ công việc của game thủ chim sẻ đó là phải điều con cung rờ thật tốt. Tình huống về bắt con của game thủ anh My, con cung rờ lại nằm xuống. Vâng, cái giá phải trả của họ là không nhiều. Họ không mất đơn vị quân ở trong pha đấu vừa rồi. Bây giờ thì lại phải đợi con cung rờ tiếp theo ra để có thể bắn con phù thủy của Huy Sứt đá. Rồi lạc đà mới có đất dụng võ được. Và này máy của Dan Tony tham 2 là 25. Huy Sứt vẫn đang đánh khá hay ở trong trận đấu cuối cùng này. Rồi, tân phù đen dành cho Huy Sứt. Và bây giờ thì mày nhu bổ luôn. Này thì Huy Sứt vừa chúng tôi à. Vâng, tiếp tục đen, tiếp tục đen. Bây giờ thì chúng tôi đánh bằng đỏ có được không à? Đánh bằng đỏ được không anh em? Vâng, Huy Sứt đánh trận này hay chứ. Cung đờ, vâng, kèm lạc đà vẩy e bắt cung đờ của Sẻ, không cho Sẻ phòng ra đằng sau để bắn con phù của mình. Và sau đó thì liên tiếp, vâng, đẩy lui game thủ chim sẻ về nhà BL. Đánh thế là cực kỳ chuẩn chỉ tới từ Huy Sứt rồi. Nhưng chỉ có một điều mà Huy Sứt, vâng, không có, đó chính là Huy Sứt không đỏ bằng Sẻ mà thôi. Tân phù đen liên tục tới từ game thủ anh Huy. Và bây giờ thì Sẻ lại chiếm được thế trận. 32 trên 8, vâng, 48. Toàn lạc đà chém 4 tới từ game thủ chim sẻ nắng. Nhưng mà vẫn chưa cơ thể giết được Huy Sứt ngay. Còn đây là máy của Dan Tony. Vâng, Dan đang bị, vâng, game thủ xi măng công phù. Mặc dù mình có cung đờ, có hôn mã. Vâng, Dan đang yếu hơn so với game thủ màu 3. Cánh bên này thì xi măng lại đang phù là khá đỏ. Những con phù của xi măng đang là tương đối nhạy. Và Dan Tony đang hơi mất tham một tí. Lùi lại tí. Vẫn đang căng nha. Ờ, cánh bên kia Huy đứng ra đánh trận chung kết hay thế. 35 trên 48. Vâng, cánh bên này đan yếu nhá. Vâng, vẫn đang cầm cự được thôi anh em ơi. Bàn máy của game thủ chim sẻ đây rồi. Tham 37 ấy, phu 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 phu. Vâng, tên phù này thì là tên phù đỏ tới từ game thủ anh Huy. Và Huy vẫn đang rất đông quân. Cánh bên Huy bên kia thì có vẻ như mang đang chỉ đạo cho Huy đánh thủ trước game thủ chim sẻ. Đợi cho, vâng, đợi trước, đợi thủ trước game thủ chim sẻ. Đợi cho game thủ xi măng giải quyết xong đan. Mặc dù vậy đan tham vẫn đang 19. Và vẫn đang, vâng, thủ được chiếc xi măng. Vẫn chưa chết hẳn. Nhưng mà cánh bên này thì Huy cũng đang rất đông quân. Cánh bên này thì Sẻ cũng không thể giết được Huy ngay. Mặc dù là đang có lợi thế rồi. Trận chiến đang diễn ra hết sức bàn căng. Phía bên kia thì họ chỉ là cho son thôi. Đan cứ sóc một phù ra đều và đánh hỗn mã, đúng rồi.
cứ sóc một phù ra đều đánh hôn mã thì thằng chó son này không bao giờ qua được nhà mình. Ok chưa? Vâng, con chém cũng nằm xuống. Không qua được dành cho xi măng. Ở đây là máy của game thủ chim sẻ tơn loạn đấu ở khu vực gần nhà của game thủ Anh Huy. Rất đông cùng rờ tới vì Anh Huy, nhưng đây là đá chém 4 tới từ Maridan của game thủ chim sẻ nắng. Sẻ đang cố gắng lao vào để áp sát những cùng đợt trước, nhưng lạc đà của Huy vẫn đang rất đông. Tơn này tôi đang cảm giác chưa chắc đã chơi được dành cho chim sẻ. Huy khỏe nhờ. Vâng, nâng đầu máu dành cho game thủ chim sẻ. Nhưng mà cái bên này đan, nhưng mà cái bên này đan vẫn cân thôi, vẫn cần được, thậm chí đang đen e ra đi công phù đi cũng được dần rồi. Nói chung là cái máy này đan với ông mùa ba này vẫn cân nhau thôi. Mà máy về thủ chim sẻ xem sẻ solo với anh Huy. Huy bắt đầu ra ruộng, Huy tiếp tục bắt dần ở khu vực ruộng chính. Vấn đề là sẻ đang là một bên đang là người có ruộng đầy đủ, còn một bên thì không có ruộng. Huy sẽ mất hết tân ruộng ở trong pha đấu này. Tham 33/48 tới từ game thủ chim sẻ. Vâng, 2L. Vâng, tầm này 1L chúng ta không ăn được thì chúng ta đánh 2L. Huy sứt phù đỏ tơn này. Không sao. Những cái tơn quan trọng nhất ở trong trận đấu thì Huy sứt phù đen rồi. Còn tầm này thì phù đỏ thì thôi ok. Không tạt, tầm này không tạt. Chém vào đây làm gì có cửa nhỉ? Đây toàn là đá chém 4 thôi. Bàn máy của Đan, tham 28. Anh cứ công lên nhà thằng bố ba đi, kệ đi. Kệ sẻ. Làm gì có chuyện sẻ bị lọt được một mấy con chém rách. Đó, làm con chém tươi. Ở nhà kia. Vâng, ở nhà sẻ cũng phải để ý một tí. Vâng, tấn công cả phù lên tới từ game thủ màu ba, nhưng phù đen dành cho xi măng. Nhưng ở nhà của game thủ chim sẻ đang bị lọt vào. Tấn vậy khá bình tĩnh của game thủ chim sẻ nhưng vẫn sẽ bị lọt. Vâng, vẫn chưa bị lọt ở trong tình huống này. Không kịp để vậy, vẫn không kịp để bơm rồi. Vâng, bắt quân ở phía bên ngoài. Tơn lọt này chưa chắc. Vâng, chưa chắc đã là một tơn dở tới game thủ chim sẻ, bởi vì thực tế là sẻ cũng đang không mất dân ở phía bên trong. Và quân của game thủ Anh Huy đi vào, chắc chắn đi vào thì không có đường ra rồi. Là đá pan bắt cung lờ cũng rất nhanh. Sẻ vẫn đang giữ tham là rất tốt. Vẫn 34. Vâng, bắt được tơn quân này của Huy rất lao vào nhà sẻ xong mất hết quân. Sẻ vẫn còn nguyên khoanh ruộng, không mất gì cả. Dân vàng chỉ chạy một tí thôi xong lại quay trở lại làm việc bình thường. Còn không có mất cả tay cơ cấu. Ừ, mất một vài con đông dân ăn vàng vẫn ok. Huy sứt mất chắc chắn là nhiều hơn, bởi vì lượng quân Huy sứt thiêu vào nhà của game thủ chim sẻ là quá nhiều ở trong pha đấu vừa rồi. Trong khi đó thì với một tình huống tạt tới game thủ xi măng, chắc chắn măng bị vâng đan đánh chết rồi. Không còn quân ở nhà tới từ măng. Măng chắc chắn nằm xuống ở trong trận đấu này. Măng mất rất nhiều tham. Còn game thủ chim sẻ đỡ được. Vào thời điểm này thì lượng quân của game thủ chim sẻ đã đông hơn so với lượng quân của game thủ Anh Huy. Và không còn cửa thua ở trong trận đấu này nữa rồi. Tỷ số sẽ là 7-6 dành cho cặp đôi chim sẻ nắng và Đan Tony. Vâng, sẽ là 7-6 ở trong kèo này thôi. Mày quá em ạ. Vâng, tưởng thằng Hải nó đi rồi, nó vẫn ôm mòm mình nữa thì chịu. Rồi. Ảo thế nhỉ ạ? Bình thường em ơi, bình thường em ơi. 7-6 dành cho chúng ta có được chưa? Không cửa thua ở trong trận đấu này. Xù. Đánh đúng 13 trận. Vâng, thắng 3-0 đánh mà đánh vẫn đúng 13 trận anh em ạ. Một ngày là